Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Có một số bác muốn em thử để nghe chất âm của C2, C3 trực tiếp cả nhà. Thì em sẽ thử ha, trên cùng một cái dàn để cho các bác có thể nghe và phân biệt được. Một cái đầu nó 7 triệu rưỡi với một cái đầu 12 triệu thì chất âm nó sẽ cho ra như thế nào. Cái dòng này đó là dòng cassette ha, chất âm nó mang nặng tính analog, tức là tiếng nó sẽ rất là dày và mộc ha. Dạ. Rồi em sẽ mời cả nhà mình cùng nghe. Và nếu như bác nào quan tâm đến hai cái đồng hồ thân gỗ và có bốn cái hoa hồng ở trên á, thì cặp đó có giá 7 triệu cả nhà ha. 7 triệu. Còn cái đồng hồ pha lê ở giữa máy của Đức kia nặng 3 kg cả nhà. Cái đồng hồ nó có giá 2 triệu 200 ngàn. Rồi bây giờ mình sẽ nghe hai cái đầu này nó phát cả nhà ha. Trước tiên thì là sẽ con C3, cả nhà mình sẽ nghe C3 hát trước nha. Chủ đề của cái băng đó là cánh thiệp đầu xuân và cái bài cũng là bài cánh thiệp đầu xuân cả nhà. Tôi chúc yên lành người khắp chốn, mong
Đầu C3 cả nhà ha. Bây giờ em sẽ chuyển qua đầu C2. Yeah.
Cả nhà mình vừa nghe hai cái đầu cassette thôi, C3 và C2. À, chắc chắn là nó sẽ có sự khác biệt cả nhà. Cả nhà mình để ý kỹ sẽ thấy ha. Rồi bác nào quan tâm tới hai cái đầu này thì liên hệ với em theo số điện thoại ha. À, ở đầu clip em xin trân trọng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Em ship hàng toàn quốc ha. Các bác chuyển khoản đủ thì sẽ miễn phí ship đặt cọc 15% giá trị máy nhận hàng thì em không bao ship ạ.